Xin chào tất cả các bạn banner của Bi Nước Bọt nha. Thì hôm nay Thành đưa tới một thông tin cực kỳ là vui nha các bạn. Thì đây nè, đó là 6 tổng, cái ví tổng là 65 tỷ Bi để được chuyển nè. Là 9 giờ trước là 50 triệu Bi vô ví GE nè. Để phát Bi cho anh em banner là để hoàn thiện mục 7 rồi chuyển sang bước 8 á, sang mục 8 á, thì Bi về ví nha các bạn. Đây nè, thì tổng này có gần 52 triệu Bi đó. Thì hiện tại là để đưa ra là hết 9 triệu rồi, còn 45 khoảng có 8 9 triệu bi rồi nha các bạn. Đó, còn khoảng có 45 hay là 40 mấy triệu nữa. Thì các bạn hãy chú ý cứ vào mục 8 xanh chưa hoặc là vào cái ví bi của mình, bi mainnet nó về hay chưa nha các bạn. Nếu về sau 14 ngày chúng ta có thể sử dụng được. Đây nè. Đó, 50 triệu bi nè. 9 giờ trước nha các bạn. Đó. Thì đây các bạn vào cái chỗ blockchain các bạn sẽ thấy nè. Cái chỗ đây là TOTE, là cái chỗ cái phần mà Bi để được là di chuyển về ví cho các bạn. Còn cái phần commonly locked ở dưới đây là cái phần số Bi đây bị khóa nha các bạn. Đây nè, Thành sẽ chép dịch cái này ra cho các bạn xem nè để hiểu cho rõ nha các bạn. Đây đây nha, đó chép nè, dịch nè, số Bi này là 1 tỷ mấy Bi để được về nha các bạn, là tổng từ trước đến giờ á. Đây nè, đây là tổng phần thưởng khai thác được di chuyển đó nha các bạn. Thì cái số bi đây là thành coi tới bao nhiêu con số nha, b nè, 6 nè, 9 nè, đó. Tổng là 1.735.672.277 bi là để được phần thưởng khai thác, để được di chuyển và ví từ trước đến giờ nha các bạn. Còn đây là cái phần là để bị khóa nè, để Thành dịch ra nha. Cái phần khóa là mình khóa 6 tháng hay 1 năm hay là 3 năm gì đó. Đây nha các bạn. Đây. Phần khai thác hiện đang bị khóa là tổng đây, thử coi bao nhiêu con số nè. 6 nè. 9 nè, đây. 1.277.643.824 bi để được khóa nha các bạn. Đó. Thì nói chung là các bạn cứ cố gắng chú ý 1 2 ngày tới đây, các bạn cứ thử vào ví thử coi có bi được về hay chưa. Thì ai về được thì các bạn cứ comment bên dưới cho Thành biết. Còn một số thì cũng có thể chờ hơi lâu là chưa về được, là cái số có thể là cái số bi mà khai thác nhiều và cộng thưởng rep đồ nó sẽ tính toán hơi lâu hơn nha các bạn. Còn những người mà đèo solo thì có thể là nó sẽ về mau hơn đó, tại vì không có cái thứ gì để tính toán trong đó, không có cộng thưởng có bên rep đồ nhiều thì nó sẽ về trả về mau hơn. Nên các bạn cố gắng thông cảm cho ông Nicolas một chút, có nhiều người có khi 3 4 tháng rồi Bi vẫn chưa về đó, thì cũng ráng cố gắng rồi Bi cũng sẽ về thôi nha các bạn. Các bạn thấy chia sẻ của Thành hay thì cho Thành một like, một đăng ký kênh nha.